Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị sẽ tiếp tục chơi dán hình sáng tạo trang phục búp bê nhé. Và quyển sách ngày hôm nay có tên là Phù Dâu Xinh Đẹp. Kể chuyện về ba cô nàng búp bê tên là Jessie, Kara và Ruby được mời làm phù dâu trong lễ cưới. Wow, quá đã phải không nào? Đây là những trang dán hình với những miếng hình dán. Chúng ta sẽ dùng những cái miếng hình dán này để lựa chọn trang phục cho ba bạn búp bê, như là váy phù dâu, chọn giày làm tóc và rất là nhiều việc khác để cho ba bạn này chuẩn bị sẵn sàng làm phù dâu trong một bữa tiệc cưới nhé các em. Ok, bây giờ chị Chim Sinh sẽ gỡ những cái trang hình dán này ra trước đã. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Trang đầu tiên là sẽ làm quen với các phù dâu. Ruby, Jessie và Kara vô cùng hào hứng vì được chị họ mời làm phù dâu trong lễ cưới của chị ấy. Ruby là cô nàng mặc áo màu hồng, luôn mơ ước được làm phù dâu vì bạn ấy rất là thích những câu chuyện, bài hát và bộ phim lãng mạn. Jessie là người mặc áo màu vàng tím, rất là háo hức mong đợi đến lễ cưới vì bạn ấy biết đó là một ngày thật đặc biệt. Còn Kara là cô nàng mặc váy màu xanh da trời, thích mê những bộ quần áo đẹp và nóng lòng muốn chọn cho mình một bộ váy phù dâu xinh xắn. Tiếp theo đến trang đời thứ hai nhé. Đây là chuyên mục chọn váy. Ruby, Jessie và Kara cùng chị họ đi chọn váy phù dâu. Được thử váy thật là thích vì có bao nhiêu là kiểu váy khác nhau cho các bạn ấy tha hồ lựa chọn luôn đó. Chọn váy xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn giày nha. Ba bạn búp bê đang muốn tìm giày phù hợp với váy phù dâu. Vương miện lấp lánh và vòng cổ cũng là một trong những phụ kiện không thể thiếu cho lễ cưới. Chính vì vậy, lại tiếp tục đi chọn những cái phụ kiện thôi các em ơi. Đã có giày nè, quần áo nè, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chọn hoa cưới nha. Jessie, Kara và Ruby đang giúp chị cho mình chọn hoa cưới. Mỗi bạn sẽ cầm một bó hoa được kết từ nhiều loại hoa khác nhau và thắt bằng dây ri băng đó. Tạm biệt những bó hoa cưới xinh xắn. Tiếp theo, ba cô nàng búp bê của chúng ta cùng nhau đi chọn quà cưới.
cô dâu chú rể đang lên danh sách quà tặng mong muốn được nhận khi kết hôn. Ba nàng phù dâu của chúng ta đến một cửa hàng sang trọng để chọn những món quà cưới thích hợp dành tặng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn bánh cưới nữa nha. Jessie đang giúp cô dâu chọn bánh cưới. Hai chị em đều thích loại bánh nhiều tầng được trang trí bằng những bông hoa rất là xinh. Đó thì cô nàng Kera của chúng ta rất là háo hức khi mà sắp được đến hiệu làm móng tay để sửa sang và sơn màu thật đẹp giống như màu váy phù dâu mà cô nàng đã chọn. Sau một ngày mua sắm thật là thú vị thì ba cô nàng búp bê của chúng ta đã kết thúc cái cuộc mua sắm này bằng việc ghé một cửa tiệm làm tóc. Kara, Ruby và Jessie đang ở trong hiệu để gội đầu và cắt tóc. Nhà tạo mẫu muốn thử nhiều kiểu tóc khác nhau cho mỗi bạn để chọn ra kiểu tóc đẹp nhất cho đám cưới này. Bây giờ thì ba bạn búp bê của chúng ta cùng nhau chuẩn bị trang phục. Vì cuối cùng ngày cưới cũng đã đến rồi, nhà tạo mẫu đã vấn tóc cho ba bạn. Giờ là lúc khoác lên mình bộ váy phù dâu xinh xắn, đi giày và đội vương miện lấp lánh rồi. Các bạn nhỏ ơi, trông ba nàng búp bê của chúng ta trong bộ trang phục của phù dâu quá xinh phải không nào? Cưới đã xong thì Ruby, Jessie và Kara đang tạo dáng chụp ảnh với cô dâu của mình. Ba bạn mỉm cười thật là xinh và thợ ảnh đã chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp của ba cô nàng búp bê đó. Sau lễ cưới thì tất cả khách khứa được mời đến phòng tiệc để tham dự một bữa tiệc cưới. Bàn tiệc được trang hoàng rất là đẹp với hoa tươi, đồ ăn ngon. Ba bạn búp bê của chúng ta đã thay bộ váy phù dâu để mặc trang phục dự tiệc mới tinh. Đây chính là quà mà cô dâu dành tặng cho ba bạn của mình đó. Đám cưới cũng đã kết thúc rồi. Sau một ngày dài thì đến giờ ba bạn gái của chúng ta thay đồ và đi ngủ rồi đó. Dù ai cũng rất là thấm mệt
nhưng mà các bạn ấy vẫn ríu rít trò chuyện, ôn lại một ngày rất là tuyệt vời như thế này. Cuối cùng chính là trang album ảnh cưới. Cô dâu chú rể đã gửi cho Kara, Jesse và Ruby ảnh cưới để cho vào album. Ba bạn sẽ mở chúng ra xem mỗi lần nhớ lại kỷ niệm vui vẻ khi được làm phù dâu. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chị Chim Xinh đã chơi xong cái bộ sách dán hình với chủ đề là phù dâu xinh đẹp. Đây chính là tập 20 của sách dán hình sáng tạo trang phục búp bê. Cùng chị Chim Xinh điểm danh lại các trang dán hình mà chúng ta vừa mới chơi nhé. Bạn nhỏ nào chưa từng xem từ tập 1 tới tập 19 thì các em có thể vào kênh Chim Xinh Channel để có thể xem lại nhé. Các em ơi, nếu mà thấy video này hay thì hãy like và share cho chị Chim Xinh với nha. Hoặc là có điều gì cần góp ý để chị Chim Xinh sửa đổi ngày một tốt hơn thì các em cũng bình luận ở bên dưới video này cho chị biết với nhé. Đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel và tham gia nhóm thành viên Chim Xinh Channel trên Facebook để có thể trò chuyện cùng nhau và trao đổi thật là nhiều thông tin nha. Còn bây giờ chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu.